So với trước khi sinh mình cảm nhận được sướng 10 phần thì bây giờ nó còn được khoảng mấy phần? Một phần thôi ạ. Con thể em chả thấy cảm giác gì. Chưa có con thì còn tham hố tí, đến lúc đẻ xong giờ cảm giác nó không được mặn lòng lắm. So với trước khi sinh mình cảm nhận được sướng 10 phần thì bây giờ nó còn được khoảng mấy phần? Một phần thôi ạ. Từ 10 bây giờ còn một phần thôi. Thì ông chồng ông có ý kiến không hay là mình có thấy nó không không thích thì mình đi làm? Không ý kiến thì nhưng mà em quan hệ em chả thấy cảm giác gì. Cái món này ông có hay đam mê thích thú gì không hay là cũng hời hợt? Chung là cái lúc mà chưa có con thì còn tham hố tí, đến lúc đẻ xong giờ cảm giác nó không được mặn lòng lắm. Thế theo em thì em nghĩ đến nguyên nhân là cái gì? Thì chắc là do giọng không có cảm giác nhiều ấy. Không cảm giác nhiều thì sao? Thì nó không sướng. Không sướng nên ông không làm nữa đúng không? Là lười. Lười là vì nghe mà mình đặt địa vị vào ông đấy, đúng không? Mình làm cái việc gì mà nó chả sướng, không sướng mà lại mệt, đấy. Đúng không? Chả cảm giác gì mà lại mệt. Mệt nữa thì theo em thì em có làm không? Không đúng không? Ví dụ như em đi ăn một món ăn ngon đúng không? Sướng, sao ai rủ đi thì chả háo hức ở đi à? Đúng không? Chứ mình ăn một cái nhà hàng nào đó, ăn đi ăn lại một món mà nó chả ngon thì ăn như kiểu ăn bã, đúng không? Thì cái chuyện vợ chồng này thì nó cũng tương tự như thế thôi. Ví dụ như hai vợ chồng quan hệ mà thấy sướng ấy, là đôi khi ông ấy chỉ cần gợi ý nhẹ phát đôi khi mình đã mắt híp lại cười tít mắt rồi đúng không? Thế nhưng mà mình nghĩ được, ôi giời cái món ăn này nhạt như nước ốc này. Anh ví dụ thế em có thấy dễ hiểu không? Thì bản thân mình còn không có cảm giác gì thì sao mà. Thì đúng, thì nhiều người cứ hay gọi là trốn tránh sự thật. Không dám nhìn thẳng vào sự thật đấy. Em lưỡng lự mãi em nghe đấy. Tại vì đắn đo ấy, nhưng mà thấy nó nhạt nhẽo, nó chả có cảm giác gì. Nhạt nhẽo quá đúng không? Phải đi làm chứ không. Để tình trạng này em có biết là để tình trạng này lâu dài nó thế nào không? Theo em hạnh phúc dần dần nó nhạt dần. Nhạt dần. Tình cảm nó không còn nhiều nữa. Xong nó nhạt dần, nó không còn tình cảm nữa thì thế nào nữa? Thì hãy dẫn đến nói chung là hạnh phúc nó tan vỡ, cặp bộ cặp bình. Đúng rồi. Hiện tại em có bị cái tình trạng đấy không? Nói chung là cũng đang chuẩn bị đấy. Anh thực ra thì đôi khi anh trước khi anh hỏi em đôi khi anh đọc được rồi. Vì bọn anh là người làm chuyên môn mà anh lại nghiên cứu về hành vi của con người nữa. Thì anh hay ví dụ mỗi cái món ăn này. Ông nào cũng mời mình đi ăn mãi một cái món, đúng không? Ăn đến phát ngán rồi, hôm sau ông rủ mình đi đôi khi mình tối bay tối biến ngay. Thế như hai vợ chồng thế. Sao có thể là chồng hôm đấy có thể uống tí rượu và máu máu đấy thôi. Nhưng gạ mình ăn món đấy nó chán quá thì mình từ chối ngay chứ. Hôm nay em mệt quá, công việc ở cơ quan nhiều việc em mệt quá. Hoặc là em bảo, ôi giờ em đang đến kỳ kinh, ôi giờ hôm nay đang đau bụng. Nghĩ đủ lý do từ chối vì cái món ăn đấy mình không thích ăn nên mình cũng chẳng đi làm gì cả, đúng không? Mặc dù người ta mời ăn mình miễn phí. Thì dần dà cứ ngày 1, ngày 2 thì không sao, tháng 1, tháng 2 thì sao, 1 năm, 2 năm đôi khi cũng chưa sao. Nhưng em biết là cứ để lâu thì chắc là nó sẽ nhiều sao lắm.